Qua hơn 3 tháng ra mắt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại tỉnh Long An đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Bến Lức, một trong những địa phương đạt được nhiều hiệu quả với phong trào này. Cũng như những đồng chí lực lượng an ninh cơ sở, ông Thiện luôn song sáo đi đầu trong các hoạt động an ninh trật tự ở địa phương. Dù là những vụ tranh chấp nhỏ trong khu dân cư hay những sự cố nghiêm trọng, ông và các đồng đội của mình luôn có mặt đầu tiên phối hợp cùng công an cơ sở để giải quyết sự việc một cách kịp thời. Thì hồi đó thì làm bên đội dân phòng, phòng chống bộ đội dân phòng của xã là nay khoảng 14 năm rồi. Hiện tại giờ cũng hơi lớn tuổi rồi, thì giờ còn sức khỏe là làm tới đâu hay tới đó. Thì giờ giúp được cho xã hội được thì mình giúp. Xã Phước Lợi là địa bàn trọng điểm của huyện Bến Lức, tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng an ninh cơ sở ở xã Phước Lợi đã trực tiếp tham gia, phối hợp với công an chính quy, ngăn chặn bắt giữ nhiều vụ việc phạm tội trong xã và kể cả liên huyện, liên tỉnh. Từ tháng 7 đến nay, thì công an xã chúng tôi đã tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân xã thành lập 7 tổ an ninh trật tự trên địa bàn 7 ấp, gồm có 39 thành viên. Các đồng chí lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã hỗ trợ trong công tác tuần tra phòng chống tội phạm, đã vây bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật xảy ra ở các địa phương trên đường tẩu thoát đi ngang địa bàn xã, đồng thời là cũng hỗ trợ lực lượng công an xã trong công tác lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, trả lại mỹ quan đô thị cho địa phương. Tính đến nay, toàn huyện Bến Lức đã xây dựng được trên 90 tổ an ninh trật tự ở ấp khu phố. Đây là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hỗ trợ cấp ủy chính quyền trong bảo đảm an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên, ấm no của nhân dân. Đã lập những cái thành tích phối hợp cùng công an cơ sở bắt là 9 vụ. Trong đó là có cái 5 vụ trọng nóng ở các cái địa phương khác, đặc biệt là tham gia cái công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cũng như là phòng ngừa tội phạm. Tính luôn huyện Bến Lức, hiện toàn tỉnh đang có khoảng 4.000 đồng chí tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây chính là lực lượng ở gần dân, bám sát cơ sở nhất, nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở nhất và có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.